Sau hai cái vật vã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, và giờ đây mình đang ở phan phòng vật Verso tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ có một khách mời rất là đặc biệt trong ngày hôm nay, đó là Madam Trang Lê. Hello mọi người, mình là reviewer tại Vật Verso Studio Sài Gòn. Còn anh này thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Đi đi vô và Hà Nội đi. Nếu vậy thì hôm nay mình sẽ cướp mic của Hải một xíu để có thể giới thiệu cho các bạn về văn phòng Vật Verso Studio Sài Gòn sẽ có những gì. Đầu tiên em biết là chúng ta đang đứng ở đâu hay không Hải? Quang cảnh này thì em đang nghĩ là mình đứng đang ở phòng khách. Ừ đúng rồi đây, chứ là gì nữa. Ở cái chỗ này là hôm qua là nơi mà tụi mình diễn ra khai trương của Studio Sài Gòn. Thì hôm qua Hải cũng sẽ có một cái clip cho các bạn có thể xem được ha. Ở đây sẽ có một cái sofa nè, một cái bàn để tiếp khách. Đây là nơi mà tụi mình phỏng vấn các bạn reviewer mới, VJ mới, các bạn sẽ phỏng vấn ở đây. Xong rồi cũng là nơi mà buổi trưa anh em nghỉ ngơi thì các bạn có thể nằm ở đây nằm. Bây giờ thì tụi mình sẽ lên tầng 1. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì tụi mình đang ở tầng 1 của văn phòng. Thật ra là cái nhà này nó xây ra là em biết để làm gì không? Để ở chứ còn để làm gì nữa. Ừ, đúng rồi. Nên là nó không phải là một cái studio bình thường ở ngoài. Ok, ở ngoài này thì mở cửa ra thì chúng ta sẽ có thể leo ra bên ngoài. Wow. Đây là phòng làm việc thứ nhất nha. Đây là anh Hiếu. Tôi nghe đồn là anh Hiếu đi làm xe ô tô đúng không anh ạ? Mình đi làm xe máy này thôi, bạn có nhầm lẫn gì? Đây là cái USB. Mình chia sẻ một chút là văn phòng mình là chỉ có hai người đi làm mà Mercedes thôi. Thứ nhất đó là anh Hiển Thị Review. Thứ hai là em Hải đứng sau lưng mình đây. Thì có một tiết lộ, một bí mật cho các bạn biết là Hải sắp không mua lại công ty VT Media. Đúng rồi. Bên này á mọi người thì tụi mình set up phòng quay. Nhưng mà đây cũng sẽ là nơi mà các bạn VJ mới thử việc thì các bạn sẽ làm việc ở bên này luôn. Chúng ta sẽ sang làm phải cái phòng làm việc chính à? Cái phòng bên này á là anh em editor hoặc là chủ yếu với lại có mình ngồi nữa. Anh Vinh ngồi đây luôn đó. Nói chung là cũng sương sương, không có gì nhiều hết. Trong một ngày Sài Gòn mưa gió như thế này thì chị em chúng tôi quyết định là lên tầng 4 mà review cho các bạn đó. Gió quật hết vào mặt đây, mưa ướt các thứ. Nói chung là chỗ này thì tụi mình cũng quay phim khá là nhiều, quay góc cạnh cho những cái sản phẩm và trải nghiệm nhiều. Tóm lại một câu là rooftop của tụi tôi thì vẫn rất là chill. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phòng mà mình gọi là thích nhất ở trong cái văn phòng ấy luôn. Chào mừng các bạn đã đến với. Mọi người có thể thấy là ở đây nó giống như một cái view của khách sạn, cho một cái khách sạn nào đó đúng không ạ? Bên này thì sẽ có một cái bồn tắm. Nhưng mà thật sự thì chưa có ai lên đây mà ngâm bồn hết mọi người. Tụi mình cũng chưa thấy. Bên này thì tụi mình sẽ có một cái phòng sông hơi nè mọi người. Mời các bạn vào. Thì thật ra là cái phòng sông hơi này thì chị cũng chưa trải nghiệm lần nào hết. Tại vì thời tiết Sài Gòn đang rất nóng, chị cũng không rảnh mà đi vô đây mà sông hơi làm gì. Bên cạnh sẽ có một cái điểm rất là thu hút chúng tôi. Đây, xin giới thiệu với các bạn nhà vệ sinh trong suốt. Trong suốt đấy, rất là đặc biệt luôn. View là thẳng lên bầu trời luôn nha mọi người. Đây đây đây, cameraman ngồi đây mà các bạn khó khó có thể mà che giấu hết được tất cả mọi thứ của mình. Đúng, nó view nó vừa thông thoáng là kiểu giống như là bồn cầu lộ thiên ấy. Nên là chị cũng không biết là đã có ai từng dám lên đây làm như vậy hay chưa. Đây là quang cảnh của chúng tôi khi phải tạm biệt người mấy người anh em từ ngoài Hà Nội vào. Chị có lời gì nhắn gửi cho team Hà Nội không ạ? Không, lúc nãy là Ninh nó có nói với chị là sắp tới gặp nữa, sớm thôi. Nên là hy vọng vậy. Chứ anh em Hà Nội vô đây tôi không có dám nói nhiều mọi người. Xả nhắm. Chúng tôi được ăn ngon hơn, được ăn nhiều món hơn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Như anh em Hà Nội vào là quét sạch tất cả những cái gì còn lại đấy. Cơm nấu có người rửa, bát ăn có người hầu. Nên chúng tôi rất là thích đấy, tấm nỗi lòng. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của Phố Ăn Chơi. Nếu các bạn có câu hỏi gì, hãy comment ở phần dưới phần comment nhá. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe nhá. Và subscribe cho kênh Trang Lê Ê. Ủa? Ê,